Make it again, you can't do it. Gotta hang out with me. Lát à? Lát à? Lát quá à? Này, trong này sống hay không sống? Hay là có wifi không nhỉ? Được anh? Có wifi. Con Linh viết lớp mà khẩu là 1.9 nhà cầm. Mọi người có thấy lát không? Nếu mà lát thì để mình đổi sang wifi rồi. Chủ tịch của hàng, đúng rồi. Chủ tịch với là tổng giám đốc của hàng mọi người ạ. Đang ngủ mà, đang ngủ đấy chị Hòa gọi dậy. Hàng đúng rồi, chủ tịch với là tổng giám đốc gói hàng mọi người ạ. Đang ngủ đấy chị Hòa gọi dậy. Hàng đúng rồi, chủ tịch với là tổng giám đốc gói hàng mọi người ạ. Đang ngủ đấy chị Hòa gọi dậy. Hàng đúng rồi, chủ tịch với là tổng giám đốc gói hàng mọi người ạ. Đang ngủ đấy chị Hòa gọi dậy. Hàng đúng rồi, chủ tịch với là tổng giám đốc gói hàng mọi người ạ. Đang ngủ đấy chị Hòa gọi dậy. Hàng đúng rồi, chủ tịch với là tổng giám đốc gói hàng mọi người ạ. Đang ngủ đấy chị Hòa gọi dậy. Hàng đúng rồi, chủ tịch với là tổng giám đốc gói hàng mọi người ạ. Đang ngủ đấy chị Hòa gọi dậy. Hàng đúng rồi, chủ tịch với là tổng giám đốc gói hàng. Được, bắt đầu lại. Đây đây được này. Anh vào lại, thoát ra vào lại. Mọi người thoát ra vào lại mọi người nhá. Máy bị nóng quá. Lát nhẹ đúng rồi. Lát rồi. Đỡ lát rồi. Mọi người ok chưa mọi người? Mọi người ok. Con mua liền bây giờ luôn. Một năm trả 700 triệu. Đấy, ok chưa mọi người? Ok chưa mọi người? Nhà đấy chia bớt ra cho người ta với. Ok chưa? Ok chưa mọi người? Cô ở chủ tịch Cô Thị Hoàng Tiến. Mới là quên từng đấu ý. Còn là chủ tịch cái con khỉ. Chủ tịch Lê đang đóng hàng kìa. Chủ tịch đang mở bên kia. Còn tuyển đóng hàng không? Có nhỉ? Đang tuyển. Chưa ai? Đang tuyển cả cô. Chưa ai? Có tuyển bắt thao không? Để em bảo với mọi người luôn này. Xem mấy giờ mai chủ tịch lai là mai Linh lai mọi người là phải để thêm kiếm chấp có tuyển nha mọi người nha. Đang cần tuyển bậc tham hàng nhiều quá. Mà đi order bảy ngày một ngày cũng để đặt lên kể chỉ vì đuổi khỏi sợ to ở ngay trên bây giờ. Ai bảo chỉ vì đuổi thôi. Hôm nay mình sẽ like, hôm nay mình like nha. Hôm nay mình like nha. Nhưng mà em đã nhận được thông báo rồi. Làm xong rồi mà nhà. Tối mai Linh like, với là tối nay mình cũng sẽ like. May đấy, chỉ phải cảm ơn em ấy. Tối nay thì mình like mới là tầm 7 giờ. Tầm 7 giờ thì mình sẽ like. Thì sẽ là bánh là mình có một ít. Để sinh nhật lên đó. Tối nay có bánh nha, có bánh nhưng mà ý thức mọi người ạ. Chạy tụt quần lắm. Không, chỉ có một set thôi. Chỉ có một set một thôi mọi người ạ. Chưa có set 4 đâu. Set 4 thì ngày mai Linh Lai thì sẽ có. Đấy, ngày 3 đến 7-21. Ngày mai thì Linh sẽ bán set 4 nha. Còn mình thì chỉ có set 1 trước đấy. Tối nay có bánh nha mọi người nha. Tối nay có bánh nhưng mà chỉ có là một số ít thôi. Một ngày nhớ tiền bác ra này đánh hút được bao nhiêu. Như kiểu chị bảy ấy, tối nay mình like trên kênh mấy ngàn nick của mình này, tối nay mình like nick của mình luôn. Mọi người nhớ vào mình mua nha. Mua nhiều lắm. Nhiều sản phẩm bên kia tốt. Em bảo mai lắp quạt luôn. Nhớ để mình. Bảo đi. Hello anh Giai Tiến nha. Bao nhiêu là 17.000 Công ty Hoàng Tiến là chỉ được 3.000 thôi. 3.000 thôi. 742. Ui, thế em còn thực hiện được dại rồi. Chị dại rồi. Chị phải bảo 3.000 thôi. Bài nhân 535 một ngày làm cho em 5.000 đơn rồi. Hello em Lai. Hello anh Gia nhá.
Anh đọc một bàn sắp mặt đây này. Chờ anh về anh đóng cho. Về nhá, anh về là em đi đi hàng luôn này. Đấy, ô hello anh Hòa. Em à. Nhìn thật là nhìn nhau nhỉ. Anh Hòa thì em khổ không? Thức đêm nhiều quá. Thức đêm nhiều quá hơi nhau em ạ. Anh nhìn anh nhìn thật thân nhau. Đang bảo hoàng bỏ. Yêu bên kinh doanh á. À ơi, bên này có nhiều con em mới sang, nó đang còn mùi máy bay em ạ. Hoàng có mình. Hả? Hàng nhiều quá, đóng hàng trước mặt này. Chủ tịch phút với là tổng giám đốc Hoàng Tiến phải đóng này. Hả? Ngô à? Dạ, ôi đồ à. Mọi người ơi, hộp bánh, hộp cứng bị thiếu cho nên là mình sẽ... anh Tiến để cho em cái túi xanh nữa. Lăn nữa. Nói lên, Tiến mọi người đi. Mỗi đi đâu nhỉ? Ôi, cái hộp cứng đang bị thiếu. Lôi đi chú Linh rồi, lôi đi vào trang trại với chú Linh rồi. Túi này nha mọi người ơi, em thay bằng cái túi này nha, nó cũng xịn, Em thay bằng cái túi này. Ai mà đi cái bằng cái túi này như này thì mọi người thông cảm giúp em nha, đừng có đánh giá 1 sao nha, vẫn là 5 sao nha mọi người ơi. Sau rồi em sẽ bù lại lưu hời cho mọi người đây như này. Cũng đẹp mà. Mọi người không quan tâm luôn, mọi người chỉ comment lôi về rơi thôi. Thật á? Đâu. Okay, nhật lệ cho anh em mình ngày 19 là 3.000 set anh ạ. Ít quá. Đây. 5.000 đi. 5.000 không làm kịp. Tối nay mà cố ở lại làm đến 9-10 giờ đêm đi. Ông này hay lo xa lắm. Yên tâm anh Giai ơi, kiểu gì cũng xin được mà. Giờ ngoan lắm. Nói gì gọi cái nhỉ? Gọi giả bảo vâng nên ngoan nên là phải được 5.000 anh ạ. Đập cho chặt nha. Được, uống, ngoan. Đây, mọi người. Những ai mà không nhận được cái hộp ở ngoài trung thu thì mọi người chịu khó nhận cái này cho mình nhá. Bỏ cái này bỏ này. Cái này. Anh Giai không nên quay à? Không, anh đang mệt để giữ sức khỏe, ngày mai về. Anh Giai nhớ quả cho em Giai nhá. Ok. Thế bây giờ em gửi cái lịch live. Đúng rồi, mọi người nhận túi link nha mọi người nhá. Mọi người nhận